Trung tâm giống Tam Đảo xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại có thời gian để ra vườn để quay video cho các bác. Thì em còn ít trà ba trẻ hạt xả luôn cho các bác để sang vụ mới cho các bác nhé. Và em còn ít chỗ này cái giống hạt bầu nhỏ. Cây thì cũng khá là đẹp, cao trung bình được khoảng 20. Cây 20-30, có những cây cao 40 rồi đấy. Có những cây cao hút 40 rồi. Đây, nhìn cây, em dắt cây cho các bác xem. Khá đẹp. Mọi này thân mập các bác nhé. Đấy, cứ tầm một gang tay, độ 20 cm, từ miệng bầu. Cái này loại hạt này thì các bác trồng thì yên tâm đảm bảo các bác nhé. Đây, em còn vài trăm cây cũ xả tốt cho các bác. Bác nào có nhu cầu muốn trồng ba trẻ thì liên hệ cho em nhé. Đấy, những cái cây thấp này thì thân nó lại mập quá nhé. Đấy, thân nó lại rất là mập, rất là đẹp. Đây. Đấy, còn một phanh nữa. Những cây này thì cào đẹp lắm này. Này, những cây cào đến tận 50 phân này các bạn. Cào đẹp lắm. Bác xem từ gốc. Cái này em dắt cái này cho các bác xem này. Có những cây nó cào đến cả 40-50 phân rồi. Đấy, nhưng mà giá nó cũng như nhau thôi. Đấy. Cây nào nó trội lên được thì nó trội. Cây này nó đổ. Đây các bác có thể xem. Ôi, cây này 40 phân rồi, hai găng tay rồi. Đấy. Có những cây nó trội hơn các bác nhé. Đấy, giá nó vẫn thế thôi. Bác nào lấy sớm thì sẽ được những cây cao. Cây cao cây đẹp. Đấy. Mập, đẹp. Bác nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ em nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau.